hồi còn trẻ thì làm gì có mạng xã hội như bây giờ. Ngày xưa thất tình là lên 360 đăng blog đau khổ bên ánh mưa cửa sổ rồi đó. Hồi xưa đây là trap girl cho bộ váy ngắn là tôi nè. Minh Tú yêu rất là trẻ con, hay cãi nhau, giận dỗi, rồi mỗi lần mà tranh luận với nhau là lúc nào mình cũng muốn thắng hết, sẽ lớn tiếng hơn để mình thắng cái phần đó. Tại vì lúc đó mình nghĩ là mình hay. Nhưng bắt đầu mình lớn lên rồi, mỗi lần mà có tranh luận gì á, hầu như là cả hai đều sẽ im để cho có một thời gian bình tĩnh lại một chút xíu. Khi mà mình ổn định rồi mình sẽ nói chuyện với nhau. Tại vì khi mà mình nóng giận á, mình sẽ nói những cái lời có thể tổn thương đến người khác. Nó bình thường Châu có phải là người có nhiều năng lượng như vậy hay không? Mình hơn như thế, phụ huynh nhiều hơn mình lắm. I'm okay, I'm fine, King China. Bình thường ấy, khi mà chưa tiếp xúc với một người con trai, khi mình đang có người yêu thì mình sẽ có một khoảng cách nhất định. Mình rất là ngại, không bao giờ mình làm như vậy cả. Nhưng mà vì mình biết anh ấy là tím chắc chắn luôn, nên mình rất là muốn chọn anh ấy. Tại vì từ mấy vòng trước ạ, mình không có chọn anh nào tím thì mình chơi được cả. Cho nên là mình bẽn lẽn, mình không chơi hết mình. Không ai chọn được anh tím là chơi hết mình luôn. Kiểu thích. Chị hãy dùng ba tính từ để miêu tả hình mẫu lý tưởng. Chị không có hình mẫu lý tưởng, thiệt luôn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có hình mẫu lý tưởng. Mọi người có bao giờ tin là Minh Tú còn chưa bao giờ mơ về đám cưới của mình? Sau này mình sẽ bận bỏ váy cưới đâu, đến thời điểm bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Người phù hợp nhất là người lý tưởng nhất. Một người không hoàn hảo, nhưng mà họ luôn luôn ở bên mình những cái khoảnh khắc mà mình tệ nhất, khó khăn nhất. Và họ luôn ở đó bình tâm, chờ đợi mình và tĩnh lặng để giúp mình nhận ra được vấn đề và vượt qua những cái thử thách trong cuộc đời. Vậy thì kiểu người như thế nào khi mà Minh Tú lần đầu tiên tiếp xúc, Minh Tú sẽ cảm thấy cái này nó sẽ tùy theo mọi độ tuổi. Tại vì khi mình trẻ, mình sẽ có một cái sở thích khác. Và khi mình lớn theo thời gian thì cái quan điểm đó của mình cũng sẽ thay đổi để nó phù hợp với suy nghĩ, cá tính và cái tư duy lứa tuổi của mình. Dạ, Minh Tú có chia sẻ là sẽ tùy theo thời gian để mà có cái sự phù hợp khác nhau. Vậy thì Tú có thể chia sẻ về một cái chuyện tình là bông nào lúc thời còn đi học mà. Trời ơi, hồi xưa đây là trap girl cho bộ váy ngắn là tôi nè. Minh Tú yêu rất là trẻ con, hay cãi nhau, giận dỗi, rồi mỗi lần mà tranh luận với nhau là lúc nào mình cũng muốn thắng hết, sẽ lớn tiếng hơn để mình thắng cái phần đó. Tại vì lúc đó mình nghĩ là mình hay. Nhưng bắt đầu mình lớn lên rồi, mỗi lần mà có tranh luận gì á, hầu như là cả hai đều sẽ im để cho có một thời gian bình tĩnh lại một chút xíu. Khi mà mình ổn định rồi mình sẽ nói chuyện với nhau. Tại vì khi mà mình nóng giận á, mình sẽ nói những cái lời có thể tổn thương đến người khác. Minh Tú đã phạm sai lầm rất là nhiều rồi, nên là từ đó mình sẽ học ra. Sau rất nhiều lần cãi thắng thì có khi nào chị cãi thua chưa? Chưa bao giờ thua, chỉ có im thôi. Thật ra nó nói im lặng là vàng, nó là vậy á. Tại vì nó sẽ không có đúng và sai, nó chỉ có phù hợp với cái hoàn cảnh đó hay không, cách cư xử của mình và người đó có phù hợp với cái chuyện nó đang diễn ra hay không thôi. Dạ, chị hãy dùng 3 tính từ để miêu tả bản thân ở hiện tại khi yêu. Bản thân khi yêu ở hiện tại: bình ổn, hạnh phúc, yomos. Tại sao là yomos? Hồi xưa giờ mình sẽ nghĩ một cảm giác, ôi yomos là một cảm giác lúc nào mình cũng tận hưởng cuộc sống. Kể cả những cái ngày mưa hay là những ngày nắng, cái lúc mà mình buồn mình cũng tận hưởng nó. Bởi vì mình tìm được những cái nét đẹp trong những khoảnh khắc tình yêu nó đang diễn ra trong cái mối quan hệ của mình. Ví dụ như chị Minh Tú là một người Gen Z chính hiệu như bây giờ. Đâu, 32 tuổi còn kêu Gen Z nữa. Chị ơi, 23 thôi à chị. Không, đối với chị thì lúc nào chị cũng mãi mãi là 21 tuổi. Tại sao không phải là 18? Tại vì 18 là mới bước qua tuổi vị thành niên thôi. 21 tuổi để mình đủ trưởng thành trong các cuộc chơi, để bắt đầu chơi được. Đúng rồi, còn để lớn vậy là chơi, người ta sẽ nói là già đổ đúng. Vậy thì 21 tuổi vẫn còn là Gen Z. Vậy thì một người Gen Z nếu như mà gặp được người mà mình thích sẽ chọn làm điều gì? Một là chủ động bày tỏ, hai là âm thầm chờ đợi, ba là đi xem tarot. Cái đó tùy theo cá tính của mọi người. Thí dụ như Gen Z cũng sẽ có nhiều cá tính khác nhau. Có người ta hướng nội, có người ta hướng ngoại. Có người bạc time như chị là lúc hướng nội lúc hướng ngoại. Đối với cá tính của Minh Tú là chủ động bày tỏ. Chị sẽ đủ tự tin để ra tín hiệu cho người ta biết là mình bật đèn xanh và mình cũng thích cái người đó. Vậy cái tín hiệu đèn xanh của chị nhiều lắm, đôi khi là một ánh mắt thôi nó cũng là một tín hiệu đèn xanh rồi. Chứ không có cần nhắn tin dài dòng đâu. Phải lựa người trùng tần số với mình, người ta chỉ cần nhìn thôi là người ta biết mình muốn gì rồi. Nếu thất tình thì Minh Tú sẽ chọn đăng sao? Không có nếu, có thất tình, không có nếu. Yêu là phải có thất tình. Vậy thì chị đã làm gì khi thất tình? Tùy theo độ tuổi nha. Hồi còn trẻ thì làm gì có mạng xã hội như bây giờ. Ngày xưa thất tình là lên 360 đăng blog đau khổ bên ánh mưa cửa sổ rồi đó. Còn bây giờ thất tình thì im. Chị nghĩ sao về tiêu chuẩn chọn người yêu của các bạn
Gen Z bây giờ so với mình ở trước kia? Thế hệ nào đi nữa thì mỗi cá tính, quan điểm người ta sẽ có những cái tiêu chuẩn nó khác nhau và tùy theo giai đoạn nữa. Khi mình 20 mình yêu khác, 25 yêu khác, 28 yêu khác, 30 yêu khác, 40 tình yêu nó lại khác nữa. Gen Z là một thế hệ mà cực kỳ chủ động, biết mình muốn cái gì, không thích cái gì. Khi các bạn muốn rồi các bạn luôn cố gắng trong cái khả năng bản thân của mình để đạt được cái điều đó. Mùa trước thì Minh Tú chưa xác định được màu sắc của mình. Vậy thì lần trở lại này thì chị nghĩ là mình đã tìm được chính xác màu sắc của mình chưa? Màu nâu nè. Màu nâu là kiểu nhìn lâu lâu rồi cũng sẽ khoái. À, là một cái màu mới cho bạn. Đúng rồi. Vậy thì cái bảng màu này sẽ có điểm gì thú vị so với ta mặt kia? Bảng màu này sẽ thú vị ở chỗ là tần số nó sẽ nhấp nhô theo thời tiết, cũng theo giới tính của từng người. Khi mà cái tần số đó nó rà trúng radar thì mình lại chung với nhau thôi. Dạng người như thế nào Tú sẽ rà trúng được radar? Đầu tiên là phải tử tế nè, nói chuyện có chiều sâu và chắc chắn là phải thú vị. Thế nào là thú vị? Mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Một người mà tưng tửng như Minh Tú thì một người thú vị là một người sẽ hài hước một chút xíu, nhưng mà trong cái độ hài hước nó phải có một cái chiều sâu và hơi lặng hơn Minh Tú một chút. Tại vì có hai người nói thì ai nghe, chừng nào có đứa con á thì hai đứa cùng nói đứa con nó nghe. Một người đã chòi thì bắt buộc một người phải lặng, chứ hai người mà chòi luôn là chòi ra khỏi bờ hồ luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem những chia sẻ này của Minh Tú. Hồi nãy lúc mà Châu chơi game với các chàng trai á, thấy mình bộc lộ rất là nhiều cái năng lượng lúc đó. Bình thường Châu có phải là người có nhiều năng lượng như vậy hay không? Mình hơn như thế, phụ thân nhiều hơn mình lắm. I'm okay, I'm fine, Queen Chana. Bình thường ấy, khi mà chưa tiếp xúc với một người con trai, khi mình đang có người yêu thì mình sẽ có một khoảng cách nhất định. Mình rất là ngại, không bao giờ mình làm như vậy cả. Nhưng mà vì mình biết anh ấy là tím chắc chắn luôn, nên mình rất là muốn chọn anh ấy. Tại vì từ mấy vòng trước mình không có chọn anh là tím thì mình chơi được cả. Cho nên là mình bẽn lẽn, mình không chơi hết mình. Không ai chọn được anh tím là chơi hết mình luôn. Kiểu cái ngày quay đầu tiên á thì mọi người cũng có nói là không biết Châu có đủ kinh nghiệm tình trường để có thể tư vấn với nữ chính hay chưa, thì lúc đó Châu có đã nói là Châu có. Thì xin hỏi là lúc mà Châu đến với chương trình thì Châu đã chuẩn bị những kinh nghiệm tình trường như thế nào để có thể tư vấn với nữ chính? Mình không có chuẩn bị gì trước khi đến phim trường cả. Mình đã có một cái sự quan sát, mình luôn luôn nói dùng cái từ quan sát trong rất là nhiều năm, đặc biệt là trong khoảng tầm 3-4 năm vừa qua, cái khoảng thời gian mà mình thực sự rất là quan tâm đến cái chuyện tình cảm, quan tâm đến cái cảm xúc cá nhân. Và mình nghe rất là nhiều những cái podcast, cái bài giảng của các thầy về tình yêu này, hay là về cái cách đối xử của người với người, và mình quan sát cả những cái mối quan hệ quanh mình nữa, cho đến khi mình trả lời được tất cả những câu hỏi cho bản thân và mình sống hạnh phúc. Đấy là cái minh chứng lớn nhất đối với mình, cái việc là mình tự tin là mình có cái trải nghiệm tốt để mình chia sẻ. Tại vì trước nay á, khi mà Châu khó khăn nhất về chuyện tình cảm là mình đã hỏi rất là nhiều lần sai người, hỏi phải những cái người mà người ta không hạnh phúc. Câu trả lời đến cho mình, cách áp dụng nó không bao giờ tốt cả, nên mình có cái niềm tin là phải hỏi đúng người, những người mà người ta đang sống hạnh phúc thì mình đấy. Điều gì mà Châu hay chia sẻ với nữ chính nhất để lựa chọn được một chàng trai đúng với nữ chính? Trộm vía không, may đi là mình cũng là Gen Z thì mình có một cái tầm số nhất định với cả những cái bạn nữ và con mình. Tại vì các bạn tầm tuổi Châu, mọi người rất là tin vào cái năng lượng, tin vào cái tầm số. Có nghĩa là không phải như ngày xưa là ồ phải là anh cao, anh học giỏi hay là nhà anh thế này thế kia, mà bây giờ là cái tầm số của anh với em có cảm nhận được cái điều đó không? Tầm số trước rồi mình tính những cái chuyện khác sau. Một cái chương trình như thế này thì không thể nào bắt bạn biết tính người ta được, thì mình cứ tin vào cái cảm nhận về tần số đi. Thì đấy là lý do mà Châu khuyên mọi người là nhìn xem anh nào mà có cái cách nhìn mình ạ, làm cho mình cảm thấy là đây là cái người tôi nên lựa chọn thì lựa chọn anh ấy. Thì tôi nói cho mọi người biết là đúng 5 lần rồi nhá, có một lần sai luôn. Châu cũng có chia sẻ là mình có nghe những cái podcast của thầy Minh Niệm, nên là Châu có xu hướng cũng chữa lành. Thì thật sự là Châu bắt đầu đến với xu hướng chữa lành này từ khi nào, tại sao Châu lại có sự quan tâm đến cái chuyện này? Khi Covid thì bắt đầu mình ở nhà một mình này, xong mình có cái sự cô đơn, mình có cái sự lạc lõng nhất định, bắt đầu mình phải đi tìm kiếm cách để mình chữa lành. Một trong những cách đó là mình nghe được cái podcast của thầy Minh Niệm. Thì lúc đó thầy chưa có làm về chuyện tình yêu, mà thầy làm về con người cô đơn rồi con người sống một mình ra sao. Tôi dần dần nghe nhiều đến cái mức khi mà mình gặp một vấn đề, tiếng của thầy hiện ở trong đầu mình. Mọi người hiểu mình nghe nhiều thế nào không? Mỗi là Châu nghe lúc đi ăn, đi ngủ, lúc tắm, tất cả mọi hoạt động trong ngày của Châu trong 3 năm vừa qua. Cái câu mà mình tâm đắc nhất của thầy đó chính là mình và ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Ý của thầy là dù là hai cái thân thể nhưng mà khi chúng ta yêu nhau ấy thì chúng ta cùng chăm sóc một cái cây. Chúng ta như là một, anh đau thì em đau, anh vui thì em vui, nên là mình phải
rất là quan tâm đến cái cảm xúc của mình, vì người ta cũng sẽ cảm nhận như vậy. Ta với mình tuy một mà hai, là dù là mình có thương nhau thế nào nữa thì mình cũng cần có cuộc sống riêng và tự chăm sóc cho cái cây riêng của mình. Lúc nào mình cũng dựa dẫm vào một người, làm chỉ có với một thôi thì mình cũng sẽ sớm gọi là gục ngã. Thầy có dùng cái từ là chết thôi. Châu tin điều đó, tại vì mình cũng đã từng mắc nhiều sai lầm như vậy. Có nghĩa là khi yêu thì dành hết tình cảm, niềm vui của mình vào một người. Người ta vui thì mới buồn, người ta buồn là thôi, coi như là cuộc sống là chấm hết, cũng không tốt. Vừa yêu nhau mà vừa có cái sự tự do cho nhau để mình có thể chăm chút cái năng lượng riêng của mình. Thì lúc đó hai người sẽ có được một cái năng lượng chung và sẽ sống hạnh phúc. Thì đây là cái cách mình áp dụng bây giờ. Ba tính từ để mô tả bản thân mình, version của mình ở hiện tại khi yêu sẽ làm cái con người như thế nào? Hiện tại ba cái từ mà mình luôn luôn nhớ đến, một là năng lượng hạnh phúc, năng lượng nâng đỡ, và ba là chữa lành. Có ba cái này thì mình tin là tình yêu sẽ hạnh phúc. Ok, cảm ơn mọi người nha. Bye bye.